Công an xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội tiếp nhận bàn giao từ tổ tuần tra kiểm soát đại đội 2D3, trung đoàn cảnh sát cơ động, công an thành phố Hà Nội hai đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản gồm Phùng Tiến Vĩ, sinh năm 2004, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Trần Văn Anh, sinh năm 1996, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Lực lượng công an thu giữ một kìm cộng lực, hai xà cầy và một xe máy Công an huyện Ba Vì xác định hai đối tượng này đi xe máy từ Bắc Ninh theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tìm nhà dân hoặc cửa hàng điện thoại di động sơ hở để cậy phá cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đến đoạn đường quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, nhóm này bị lực lượng tuần tra của đại đội 2 D3 kiểm tra hành chính và bàn giao cho công an xã Cam Thượng đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận đã từng đột nhập vào cửa hàng điện thoại tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, lấy trộm 4 chiếc điện thoại di động, 10 màn hình điện thoại, một két sắt bên trong có chứa khoảng 4 đến 5 triệu đồng tiền mặt, hai chiếc kiềng bằng vàng, một đôi nhẫn cưới bằng vàng, một dây chuyền bằng vàng. Tổng giá trị tài sản khoảng 45 triệu đồng. Số tài sản trên, Vĩ và Văn Anh đã bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận đã gây ra một số vụ trộm két sắt trên địa bàn các tỉnh thành phố khác.